Giấc quá đẻ đâu. Ơi. Giấc quá đẹp. Hay quá. Giấc. Ơi. Giấc. Chào anh em xuất phát đi về cánh là Campuchia anh em ơi. Trời đẹp. Đứng đó đi, đứng đó đi, lại bài hướng này nhiều lắm. Anh đứng bên này cái nó né qua đó không? Gớt. Gớt. Trời ơi trời. Cao quá. Gớt. À mới làm phải đó à? Phương hả? Lo của mình kìa. Giấc quá đẹp. Giấc quá đẹp. Hay quá em ơi. Còn nữa nè. Ok nha, Long làm được con đầu tiên nha. Anh Long. Anh Long à? Đâu. Ok, quá đẹp anh em ơi. Con hàng đầu tiên nha. Gớt. Gớt. Má, thiệt tình. Gớt. Gớt. Gớt.
gớt gớt gì đó nè ơi. Kêu đón nằm cái đường mương đây, hoa lỗi vô đường mương. Má nó hợp trước. Bắn thêm cái để hội tỉnh, con này dễ tỉnh. Cuối cùng cũng hạ được nha. Con này hạ hàng bay luôn nhanh em. Ok. Chú ba sau lưng chú ba kìa. Để vũ bò cho anh, cho mấy em bắn trên cao lên. Không làm đựng con nữa nha. Ok. Hoa đầu vô cánh nè, gãy cánh rớt xuống. Hoa thứ hai hết sọt. Okay. Chết. Chết. Thank you.
bông nha mọi người. Đấy, giờ xuống lụm hơi khó. Sống luôn. Ok, một em tôi hú bông nha mọi người. Rớt rồi xong. Rủi ra kiếm hơi cực. Giờ lụm cũng khó nữa nè. Rồi. Ôi cực. Wow. Quá khủng anh em ơi. Quá đã em thu hú bông. Ok. Tiếp tục nha anh em. Ông không có đi chạy rồi. Còn nó đã với anh. Còn ai là ai đổ? Nó chim mà. Đó bằng gỗ mà. Đó, sừng trâu anh ơi. Ta sừng trâu. Nó đẹp ghê. Giống trang thật luôn ha. Kìa, bắn mấy chim đó đó. Bắn mấy chim bay đó đó. Mày nhớ bắn trúng được hả? Vô, thả trúng. Con sao rồi, đám con sao rồi. Hay quá. Rớt. Quẹo đầu à. Quay đầu luôn rồi. Rồi chào các bạn luôn, sau 3 tiếng 20 phút thì mấy anh em đã về tới nhà nha các bạn. Thì hôm nay anh Long sẽ, bếp Long sẽ nấu cái món là cháo. Cháo cồng cọc và bồ câu nha các bạn. Đó. Đây, anh em thấy cồng cọc nó mọc dữ dằn luôn anh em. Mình đã làm mùi đã lên rất là thơm nha các bạn. Mình sẽ ăn cùng với cái mắm cá linh nè. Đó, với ớt chanh rồi nha các bạn. Sẽ có kèm theo là núm nè, ngò gai, hành luôn nha các bạn. Cháu ra không đi vào. Để nó lên cũng được. Đó. Đồ hành đại đi ai cũng ăn được mà. Gần 11 giờ nha anh em. Đó, mấy anh em mình sẽ làm đây, tem đã đầy đủ rồi các bạn ơi. Anh Hải bận việc tối nay 12 giờ đi Sài Gòn nha. Đó là chú Ba. Quẹo. Mình hay kêu quéo đó các bạn. Đây là Mai Phi Long. Đó, điện cũng mới lên tới các bạn. Đã là tình trạng sức khỏe của mấy anh em mình đã là không ổn định cho mấy nha. Chỉ còn được 70% con lực thôi các bạn ơi. Đi 3 ngày à. Đó. Đi mấy trăm mấy số rất là mệt luôn các bạn. Chào mấy anh em luôn nha. Rồi, thì bây giờ đang chuẩn bị bồi bổ cho mấy anh em nha. Gồm có những con cồng cọc mỏ nhọn và bồ câu nha các bạn. Đó, mình nấu cháo nha anh em. Làm tí củ đế tới đây cho ấm bụng ngủ cho ngon quéo ơi. Thôi, để đấy như bán người định đó nhiều. Tối hoàng ổng. Tiêu rồi, hết tiêu rồi. Tiêu rồi, hết tiêu rồi. Hôm nay giờ cũng nói cái gì. Bây giờ nó
tiêu mà nó béo. Thành Long. Miếng nữa đi. Thịt con này mềm đấy mà chú ba. Ừ. Mềm ngọt. Nó giòn á. Nó không dày. Vừa vừa sai cắt cục bự Long. Ừ. Ừ. Con mấy em con nhiều con cắt nhỏ. Ừ. Phải dưới chắc con người ta quay tiền. Ngủ được không? Con câu nặng con qua phải không? Đây. Ăn kịp đó Long, sực sực y giòn. Mấy em nghe, thấy nào nói chưa? Để cho tiền là. Cái rượu này nó dễ nuốt hơn rượu dưới nè, mà rượu dưới ngày qua uống rượu này ngon, cái rượu này dễ nuốt hơn nè, rượu ngày qua nó khó nuốt mà nó với lò mình đó, có đâu mùi sớm lắm, lắm uống ngọt rồi, ngon quá, giờ cũng nó ngon. Đây, Long mà là dùng thử cái phao câu mà nêm cái phao câu cọc này ngon dữ vậy, mỏ nhỏ, cọc bạc. Cái nước chứ tại tại uống rượu để cái nước chứ ba. Ví dụ bị của bà. Vẫn bị hôi, cắn người bị dầu à. Trời ơi. Con nào mà không có dầu. Cái đó đặc biệt của anh ta. Dầu của anh ta. Đồ bán của em anh. Già ăn con ăn không quen cũng bị con đâu rồi giờ cho bình dầu. Chắc cái đó bỏ là coi như là tự giận luôn. Yeah. Khảo cái bình dầu. Đồ bán của anh ta mà là dục. Thử cho ba. Ừ. Đây mời bên em nha. Thằng cấp lên nó bấm. Ừ. Nên mua mạnh mạnh đi cho nó khỏe. Nó bấm nhổ qua đây. À, đủ này chị. Thịt kỳ nhất đó. Mà cặp cái đùi mà. Mệt anh em nha. Bóc tay không biết má. Mày nhớ đó một cầm đũa. Đó, cái đùi cho bả. Ở ngoài đây à? Ngồi dưới đây chứ. Má dùng tay bóc mới được này. Quéo. Không quéo nữa. Chưa. Từ đây. Đang xé, đang xé. Đây đây mình ta bóc nhiều vào. Cái bánh năm kiều ở đây. Cái bánh này mời cái gió, có gió bắn mới được nha. Cảm ơn nó đưa đâu có đưa mới học được rồi. Mà em muốn bài đâu bài hả? Ừ. Bài đâu á. Nhưng mà hồi nãy em làm clip rồi giờ em quay.